vé 7.200. Chúng ta sẽ đến với bài số 8. Bộ đếm xung tốc độ cao HSC. Tiếp tục sử dụng phần mềm tiêu báo tố V14SP1. Chúng ta tạo một project mới. Chọn đường dẫn. Bài 8. Bộ đếm xung tốc độ cao High Speed Counter hay HSC. Chúng ta tạo một project mới. Đối với HSC thì chúng ta không thể dùng sử dụng PNC SIM được. Vậy chúng ta sẽ cấu hình một con POC thật. Hiện tại ở đây mình đang có, vẫn như thường lệ chúng ta sẽ dùng Unspecial tự dò tìm kiếm con POC. Nhưng các bạn để ý cho mình cái version nhé, xuống detect thiết bị, chọn theo đúng cá mạng của mình, ta search. Detect. Tiếp theo đó, các bạn đã thấy được con POC của mình. Chúng ta bắt đầu cấu hình phần HSC. Các bạn hãy nghe và hãy làm theo mình. Các bạn có thể ghi lại property. Chúng ta chọn đến phần High Speed Counter HSC. Mình sẽ chọn kênh 1, chúng ta enable nó lên. Chúng ta sẽ có kiểu đếm, có thể là đếm lên, đếm, đếm theo tần số hoặc là motion control. Thì ở đây mình sẽ dùng kiểu đếm. Chúng ta có thể đếm một pha, hai pha, AB counter hoặc AB cách nhau một góc phần tư. Chúng ta sẽ, mình sẽ sử dụng single pha, một pha. Use program. Chúng ta sẽ dùng đổi hướng nội internal, hoặc các bạn cũng có thể dùng đổi hướng ngoại external. Ở đây chúng ta sẽ dùng sử dụng đếm lên, cao up hoặc cao down. Còn các giá trị tham chiếu hoặc các phần dưới các bạn sẽ đọc và tìm hiểu thêm. Chúng ta quan tâm đến phần hardware input, có nghĩa là kênh đầu vào của encoder. Ví dụ chúng ta cho pha A của encoder vào đây. Địa chỉ của nó sẽ là từ 1000, hay nói cách khác là ID 1000. Địa chỉ phần cứng của nó sẽ là 259. Chúng ta có thể tham khảo một chút về phần đầu nối phần cứng của encoder. Đợi mình một chút. Đây là một cách đầu nối encoder. Chúng ta đấu chân encoder sẽ có một vài chân quan trọng, ví dụ như chân nguồn 24V, 0V. 0V các bạn sẽ đấu chung vào chân M của POC, và pha A các bạn đấu trực tiếp vào kênh các bạn cần, như ở trong kia mình cấu hình là I0.0.
Đó. Đây là một bản demo về đấu đấu nối Ekondo. Tiếp theo chúng ta vào main. Chúng ta sẽ tìm khối HSC đó ở đâu. Thì các bạn vào phần Technology cho mình. Counting. AR. Các bạn cũng có thể tùy đổi tên cho nó, nhưng đổi trong giống hoặc kép. Ví dụ HSC1. Mình sẽ giải thích từng chân của HSC. Đầu tiên, đối với chân HSC thì các bạn hãy tham khảo bảng này cho mình. HSC là gì? HSC là địa chỉ phần cứng của HSC. Như trong này, địa chỉ phần cứng của HSC là gì? Địa chỉ phần cứng của HSC sẽ là Hardware Indifference 259. Các bạn có thể viết trực tiếp số 259 vào đây. Hoặc chúng ta sử dụng tìm kiếm HSC1, nó sẽ là 259. Đớt. Đớt nào, nếu đớt bằng 1 sẽ yêu cầu hướng mới. CV bằng 1 sẽ yêu cầu thiết lập giá trị truy cập mới. Còn RV bằng 1 yêu cầu thiết lập giá trị tham chiếu mới. Yêu cầu Plus. Plus thì yêu cầu cài đặt giá trị định thời mới chỉ dành cho tần số. Plus có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn hướng đếm lên hoặc xuống. CV là nhập giá trị tham chiếu mới, giá trị truy cập mới. Mình xin lỗi, giá trị truy cập mới. Còn new RV là nạp giá trị tham chiếu mới. New period là giá trị định thời mới. Còn trạng thái bận là busy, status thì trạng thái làm việc sẽ hiển thị trạng thái làm việc của nó. Trạng thái làm việc thì chúng ta có thể vào F1. Đây là các trạng thái làm việc của HSC. Sau đây, mình sẽ chỉ các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình và thiết lập cho HSC. Ở đây đất chúng ta sẽ để mở 0.0. Các bạn có thể thấy toàn bộ đây sẽ là kiểu bool. Mình xin lỗi. Đó. Tất cả Rust, CV, RV, RV, Virus đều là kiểu bool. Ở đây mình không sử dụng đếm tần số nên mình chỉ đếm lên và đếm xuống. Mà 0.1. Mà 0.2. Ở đây mình đặt hướng đếm, ví dụ mình đặt là -1 đi. Nó sẽ đếm lùi khi các bạn chọn cao up hoặc cao down là 1, nó sẽ đếm lên. Bây giờ mình giải thích lưu đất tại sao là -1 và 1. Nếu các bạn đã cho nó đếm lên, các bạn cho lưu đất là -1 và đất lên 1 thì nó sẽ đếm đếm xuống và ngược lại. New CV là giá trị New CV là giá trị truy cập mới, có nghĩa khi các bạn tác động vào CV, giá trị của HSC sẽ dừng lại giá trị new CV nhận là 0. New RV giá trị tham chiếu cũng chọn là 0. Virus mình không xài. Tiếp theo, địa chỉ lưu giá trị của HSC đếm ở đâu? Các bạn để ý thấy với HSC1 thì hardware input là I0.0 và các bạn cũng có thể thay đổi tùy IO address, có nghĩa là địa chỉ input address là địa chỉ đầu vào của nó sẽ là từ 1000
đến 1003.7, có nghĩa là ID 1000. Mình sẽ cho ra một giá trị DIN bất kỳ nào đấy, ví dụ MD100, thay đổi nó là hệ DIN để cho các bạn tiện cho việc quan sát. Đó, nếu mình ở đây là 0, mình loát chương trình xuống cho POC. Các bạn cũng có thể chỉnh cái phần chu kỳ lấy mẫu. Mình chỉnh là 0,0. microgiây đi. Y0.0. Các bạn phải nói lại phần cứng khi các bạn chỉnh điều chỉnh. Trời đang vào hè cũng khá là mát mẻ. Mình sẽ thử quay con đơ. Đó, các bạn có thể thấy giá trị xung lên đếm lên rất là nhanh. Bây giờ chúng ta có thể đổi hướng đếm, ví dụ nó đang đếm lên đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đếm cho nó đếm xuống. Các bạn có thể để ý thấy nó vẫn đếm lên vì đớt chưa bằng 1 khi chúng ta cho đớt lên 1. Đó, giá trị sẽ đếm lùi xuống. Đây là trong trường hợp mình để counter up, còn nếu counter down sẽ ngược lại, giá trị nó đớt sẽ là 1. Còn giá trị CV khi các bạn tác động CV lên 1 thì giá trị new CV sẽ được lặp lại vào ID 1000. Giá trị mình đang để là 0, mình sẽ lặp lại. Đó, nó sẽ về 0. Hoặc các bạn để new CV là 1000. Khi chúng ta tác động nó sẽ lên 1000. Đó. Vậy, đối với HSC, các bạn cần lưu ý cho mình những điểm gì? Đầu tiên, đó là cách cấu hình function, kiểu đếm, pha, sử dụng, đảo hướng đếm bên ngoại hoặc nội, đếm lên hoặc đếm xuống, địa chỉ, lưu giá trị, sum, địa chỉ đầu vào, địa chỉ phần cứng, và thêm một cái nữa là chu kỳ lấy mẫu của tiếp điểm của Y0.0. Đó, về cơ bản của bài HSC. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.